Buổi câu cá khai xuân đầu năm của anh em bọn tôi giữa anh em Hà Nội và một số anh em cần thủ trên Thái Nguyên. Và cái điểm đến của anh em bọn tôi thì vẫn là Văn Sơn. Một số anh em có thuyền thì bơm thuyền để đi sang bên phía bờ Sơn Gôn bên kia. Theo như kinh nghiệm của anh em bọn tôi thì mùa này thì không cần thiết phải vội vàng vì cá nó ăn tầm giữa ngày cơ. Thế lại đi ngủ à? Sáng sớm thì nó vẫn cứ nước vẫn hơi lạnh. Hay thế đi làm bát phở đấy? À, chưa vào Trung Đông hả? Đi làm bát phở à? Hồi cứ anh sáng ăn cơm nguội rồi. Phải đặt theo kinh nghiệm của anh em bọn tôi thì những hôm mà sương mù như này thì thời tiết nó sẽ ấm. Nên là những hôm đấy có thể đánh nổi. Bây giờ thì thời tiết giao mùa thì có thể là đánh con mồi mềm chìm hoặc những con mồi lực hiệu quả hơn. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn đánh mang Ngọc Trinh này. Cảm giác đánh những con mồi nổ rất là tuyệt vời. Và từ lâu lắm rồi tôi cũng chưa trải nghiệm cảm giác nghe thì con cá nó đớp mồi. À, nhưng mà con này thì nhỏ. Con này thì tôi thả thôi. Tôi đã thả nó đi rồi. Giờ câu tiếp nhé.